Hello, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Tình hình ngày hôm nay thì dịch bệnh cũng đang rất là phức tạp, thì Sơn cũng rất là mong các anh em và gia đình hãy tuân thủ các cái quy định của Bộ Y tế để chúng ta chung tay sớm đẩy lùi cái đại dịch này. Và hôm nay thì bên Sơn vừa mới về một chiếc xe, thì Sơn tranh thủ quay cho anh em luôn. Hôm nay thì bên Sơn mới về một chiếc Toyota Land Prado mới, nên Sơn tranh thủ quay cho anh em tham khảo. Trên mạng thì cũng có khá rất là nhiều những cái video đánh giá về xe rồi, nên là Sơn cũng sẽ không cần phải đánh giá nữa. Thì cái mục đích của Sơn đó là hỗ trợ các anh em và cung cấp cho anh em nào mà cần mua xe, thủ tục nhanh gọn và giá ưu đãi tốt nhất. Đây là chiếc xe của mình ngày hôm nay, chiếc Toyota Land Prado 2021 nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Về thị trường Việt Nam thì nó chỉ có một phiên bản duy nhất thôi, và giá công bố của nó là 2 tỷ 379 triệu đồng. Chiếc xe này thì lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh, nó dao động khoảng tầm 2 tỷ 639 triệu và đăng ký ở Hà Nội thì nó vô khoảng tầm 2 tỷ 678 triệu đồng. Bên Sơn thì đang hỗ trợ ngân hàng với lãi suất với cái tỷ lệ vay là 80%. Quý anh chị thì chỉ cần đưa trước cho bên Sơn có tầm khoảng 600 tới 700 triệu là có thể nhận được xe rồi. Cái dòng Toyota Prado này là cái dòng xe mà mang cái tính biểu tượng của Toyota. Prado thì nó xuất thân từ một chiếc xe quân sự, sau đó thì nó được cải tiến để thương mại hóa, và ngày nay thì nó được người dùng đánh giá cao bởi cái tính đa dụng của nó. Thì Prado 2021 này nó không có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ, và Prado 21 thì sẽ được nâng cấp một số những cái tính năng, ví dụ như gương chiếu hậu tự động này, rồi gạt mưa tự động, đèn chờ dẫn đường và đèn chiếu sáng bật lên xuống. Về thống đèn thì xe được trang bị công nghệ đèn projector hiện đại full LED. Và Prado thì nó được bổ sung thêm hệ thống đèn chờ dẫn đường nhé anh em. Prado thì được sử dụng bộ vành 18 inch 6 chấu kép làm từ hợp kim. Và chúng ta đi về phía đuôi xe. Phía đuôi xe của Prado 2021 thì nhìn cực kỳ cơ bắp và lực lưỡng. Cụm đèn hậu thì được thiết kế dạng LED kiểu 3D với hai chữ C chồng lên nhau. Trung tâm là thanh mạ chrome to bản có logo Toyota Land Cruiser Prado làm cái điểm nhấn. Về mở cửa xe thì nó có hai cách. Chúng ta dỡ nắp trên. Và một cách là chúng ta có thể là mở nguyên cánh cửa, kéo sang một bên. Đó. Còn đây là toàn bộ hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau thì chúng ta có cổng sạc 110W, điện 220. Đây là tất cả ngoại thất của xe. Sơn quay chi tiết để anh em ở xa có thể tham khảo được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong khoang nội thất của xe. Khoang nội thất của xe thì xe được trang bị nội thất màu kem. Thực sự ra thì những trang bị của chiếc xe của Toyota thì nó, để mà so sánh về option thì nó sẽ không bằng những
cái những option của xe Hàn. Nhưng bù lại thì chiếc xe Toyota thì khả năng vận hành và ổn định, tính ổn định của xe thì nó ưu việt hơn rất là nhiều so với những chiếc xe Hàn mà được trang bị nhiều option. Và bước vào bên trong nội thất thì chúng ta đã có cảm nhận ngay đó là một chiếc xe nó rất là rộng rãi. Prado 2021 được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập cho tất cả những hàng ghế và được bố trí ở cửa gió giúp cabin xe nó luôn mát mẻ hơn. Xe được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch đầu DVD có kết nối USB, iOS, Bluetooth, đàm thoại đánh tay, smartphone. Dàn âm thanh của xe Prado thì được trang bị 9 loa nha anh em. Có hai điều mà Sơn cảm thấy cái xe này nó vẫn đang còn là một cái điểm yếu, đó là chìa khóa vẫn đang xài chìa khóa cơ, trong khi đó một số những cái dòng xe ở những phân khúc thấp hơn thì nó đã sử dụng tới khởi động thông minh rồi. Và Prado nó là một cái xe hạng sang mà Toyota vẫn sử dụng một cái chìa khóa cơ này, thật là một cái điểm trừ khá là tiếc. Và Sơn nghĩ là theo cái suy nghĩ của Sơn á, thì có lẽ cái xe này á, đối tượng khách hàng đa số là những chủ doanh nghiệp dùng chiếc xe này để đi đường trường, đi công tác. Thường thường thì những chủ doanh nghiệp này thì có tài xế riêng rồi, cho nên là chắc là cái phần là chìa khóa thì dành cho người lái thì Toyota họ không quan trọng lắm. Và một cái điểm thứ hai nữa mà Toyota nó cũng chưa, cái chiếc xe này nó vẫn chưa được cải tiến, đó là cái phanh tay. Hiện tại thì một số dòng xe các cùng phân khúc thì đã sử dụng phanh tay điện tử rồi, mà chiếc Prado này vẫn sử dụng cần phanh tay theo dạng truyền thống. Và cũng theo ý kiến của Sơn thì dòng xe Prado này đó là một cái dòng xe chuyên về upload, chạy đường trường. Thì đối với những xe mà chạy upload thì có thể là dùng thắng tay thì nó sẽ cảm giác nó thể thao hơn và nó nhạy hơn so với lại thắng điện tử. Đó là ý kiến của Sơn thôi. Còn ý kiến của anh em như thế nào thì hãy bình luận xuống phía dưới nha. Nãy giờ thì Sơn điểm lại một số những cái tính năng nổi bật của xe. Anh em nào thì đang quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Sơn để Sơn có thể hỗ trợ lái xe sớm ha, cũng như các chính sách bán hàng của xe. Thì nếu anh em ủng hộ thì hãy bấm nút đăng ký và like để Sơn có động lực hỗ trợ anh em tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.